Rồi bây giờ mình nói chuyện nha, mình còn nửa tiếng nữa. Bà muốn tụi con nói chuyện là tại sao bà muốn tụi con đó là dạng dĩ khi người ta hỏi mình nói chuyện, đúng không? Mà mình phải có gì trong cái đầu của mình mới nói được, chứ mình không có mình đâu nói được, đúng không? Thành ra tụi con đi tới đâu là tụi con phải quan sát có cái chuyện gì đó để mình kể cho người ta nghe cũng được vậy, đúng không? Đó, thành ra bà muốn tụi con là nhìn đi tới đâu cũng quan sát được cái gì để mà mình nói chuyện. À, là tự nhiên con cứ ra một câu hỏi rất là thú vị, mọi người có muốn trả lời không? Rồi bây giờ con hỏi đi, con hỏi cái gì? Hạch xanh với sọ dừa mà cưới nhau có đẻ ra hạch dừa không bà? Hạch xanh với lại gì? Với sọ dừa ha? Có đẻ ra hạch dừa không bà? Hạch xanh là cái gì mà sọ dừa là cái gì cái đã chứ? Hạch xanh. Người thông dụng của tiết nghĩa. Thạch xanh là đàn ông hay là đàn bà, là con trai hay là con gái? Thạch xanh là đàn ông cưới sọ dừa có đẻ ra thạch dừa không bà? Mà sọ dừa là cái gì, là con người hay là cái trái dừa? Con là sọ dừa. Trong sự tích đó là thì nó là con trai. À trong sự tích đó hả? Sự tích sọ dừa sọ dừa. Mà sự tích gì mà kỳ về thạch xanh với sọ dừa? À. Cái này là ghép hai sự tích lại với nhau. Con cá mập nó có thể ngửi cái mùi máu vậy, nó ngửi cái mùi máu vậy, nước có vô cái lỗ mũi của nó không? Vô. Con cá mập á hả, nó có lỗ mũi không để mà nó ngửi? Nó ngửi mùi máu hả? Nó ngửi con nước vô. À mà con thấy con cá mập nó có cái lỗ mũi không? Có. Con cá nó có lỗ mũi không? Có mà ta. Nghe không? Bà đâu thấy cá có lỗ mũi đâu. Ôi ôi. Bà coi cá vậy. À, bà đâu thấy cá nó không có lỗ mũi. Ủa gì kỳ vậy? À. Con cá mập có lỗ mũi nè. Lỗ mũi của nó trên đây cái miệng của nó chà bá. À, bà không biết. Tại vì bà nghĩ là con cá nó đâu có thở bằng lỗ mũi đâu. Cho nên nó đâu cần cái lỗ mũi. Dạ nó có lỗ mũi. Đúng không? Nè mình lập luận nè, nó không có thở bằng cái lỗ mũi thì nó đâu cần cái lỗ mũi làm gì. Nhưng mà nó hút cái mùi máu để nó xác định người đâu. Không, nó không có xác định gì đó. Bà chỉ nói là nó không thở bằng cái mũi thì tại sao nó phải có cái lỗ mũi. Mình thở bằng cái lỗ mũi thì mình mới có cái lỗ mũi. Còn con cá thì thở bằng cái gì đâu, tụi con nói cho bà nghe coi. Bây giờ bà coi cái tụi con có hiểu biết như thế nào, con cá nó thở bằng cái gì? Con cá thở bằng... À, nó thở bằng cái mang hả? Ok, nó thở bằng cái mang thì nó đâu cần lỗ mũi làm gì? Nó phải cần lỗ mũi chứ bà. Lỗ mũi của nó để trang trí á bà, cho đẹp á, cho giống con cá. Không, để nè, để bà đi tìm con cá trên Google để coi con cá nó có cái lỗ mũi không nha. Bà phải kiếm cá mập. Bây giờ bà tìm con cá mập luôn cho tụi con coi, con cá mập nó có cái con cá nó đâu có thở bằng cái lỗ mũi đâu, cần lỗ mũi làm gì? Thấy không? Cái lỗ mũi phải cho nó đẹp để cho chân chân nó đẹp. Con cá mập gọi là con shark, thấy không? Shark, how to spell shark? Ai đánh vần cái chữ shark? Shark. Baby shark. Baby shark. Shark là S-H-A-R-K là con shark. Ok. Giờ bữa nào bà con động vật ở dưới nước đi bà. Đây nè. Bà kiếm đi, con cá mập có cái lỗ mũi mà. Không, cá nó không có lỗ mũi. Đó. Ai nói cá lỗ mũi đâu. Đây nè, bà đưa con cá mập cho coi nè. À. Có cái lỗ mũi rõ ràng mà con biết. Cá nó đâu có lỗ mũi có. Bà cho con coi hình đi. Đây nè, bà đi cho coi hình. Bà chia sẻ máy tính. Đây nè. Đây nè. Chỉ có cái miệng đó thôi chứ không có thấy cái lỗ mũi. Ủa, bà nhìn sao làm sao mà thấy cái mũi? Làm gì có cái lỗ mũi đâu mà thấy. Nhìn đi, nhìn kỹ đi, con cá mập nó không có cái lỗ mũi, không có con cá nào có cái lỗ mũi hết á. Con rắn cũng có lỗ mũi mà, con rắn có họ hàng với con cá.
cá trình điện. Đây nè con, đây nè con rắn đây nè, có cái lỗ mũi đâu. Dạ. Đây nè con rắn đây nè, làm sao có cái lỗ mũi. Ủa bà, bà. Con rắn có cái lỗ mũi gì? Ở bằng cái gì? Không có lỗ mũi. Sao nó ngửi được mùi đúng không bà? À con rắn nó đâu có ngửi được mùi. Sao con nói ai dạy con là con rắn nó ngửi được mùi? Không, con cá mặn kìa. Nó có cái lỗ mũi. Không. Bây giờ nè, để bà nói ha, con cá mập á, nó thở bằng cái mang của nó, đúng không? Cái mang của nó, không, nó không có ngửi mùi, nó, con cá mập á, nó ăn thịt người đó, tại sao nó ăn thịt người? Nó thấy người là nó, không phải, cái bản năng của con cá mập á, con mắt cá mập nó to, nó bự lắm, đúng không? Khi mà nó thấy con người đó, cái con mắt của nó nhìn xa lắm, thấy không? Nó thấy con người đó là nó tới nó tát con người bằng cái miệng của nó, đúng không? Bà ơi, con cá có cái lỗ mũi. Không bao giờ bị đứt luôn bà ơi. Con cá. Ai nói là con cá? Con cá mập bây giờ bà. Nhưng mà làm sao nó có thể ngửi được mùi máu kia bà? Ơi. À, bây giờ tụi con muốn biết là làm sao nó ngửi được mùi máu phải không? À, tụi con nói là con cá mập mà nó đánh hơi. Nó đánh hơi cái nó thấy cái nghe được cái mùi máu cho nó tới nó mới ăn thịt mình, đúng không? À bây giờ mình phải đi tìm ha, đi tìm cho ra coi nó là cái gì. À, con tìm được làm cái gì bà? À Tom tìm được rồi ha. Nè. Sao? Lỗ mũi của chúng ta nó chỉ được dùng để ngửi chứ không phải dùng để thở. Con cá à, nghe Tom nói nè, Tom nói cho bà nghe coi sao con tìm ra cái gì. Con tìm ra Google bảo là lỗ mũi của chúng nằm ở dưới mõm thì được dùng để ngửi chứ không phải dùng để thở. Chúng có khả năng phát hiện một lượng nhỏ các hợp chất khác nhau trong nước. À đúng chẳng rồi. Chẳng hạn như cá mập chanh có thể phát hiện mùi máu trong một hồ bơi lớn hoặc một chất tương tự cách xa chúng vài trăm mét. Rồi, bây giờ cái lỗ mũi của nó đó là ở dưới đó. cái cằm, đúng không? Ở dưới cái miệng. Vậy là nó có lỗ mũi đó bà ơi. À, cái đó mình đâu có gọi là cái lỗ mũi được. Ok, bây giờ khoan, bây giờ mình có quyền nghe bà nói nè. Cái lỗ mũi là để thở mà nó không thở bằng cái lỗ mũi, đúng không? Nó thở bằng cái mang, đúng không? Nó có cái mang để nó thở. Như vậy cái cơ phận mà nằm ở dưới cái miệng của nó đó. Không có cái lỗ mũi nào đâu. Cái này là để cảm nhận cái hợp chất khác nãy giờ nha. Thì Tom mới tìm ra cho mình đó, Tom mới tìm ở trong Wikipedia đó là nói rằng đó cái lỗ mũi của nó nằm ở dưới cái cằm của nó. Là để mà nó ngửi mùi. Thấy không? Bà, vậy cá sấu có lỗ mũi không bà? Bà không, mấy con cá, mấy cái đó bà không nghĩ nó có cái lỗ mũi. Tại vì tụi nó không có thở bằng cái lỗ mũi. Đúng không? Nhưng mà cá sấu thở bằng lỗ mũi mà. Thiệt, nó thở bằng lỗ mũi. Nè, bà đố tụi con đó, tụi con hỏi thầy giáo viên của tụi con á. Nó không thở bằng cái lỗ mũi, vậy cái lỗ mũi nó ở đâu? Thấy không? Rồi. Bà con có ý kiến. Con cá sấu nó mở bằng cái lỗ mũi thiệt đó. À con cá sấu đây bà con. Cá sấu nó có cái lỗ mũi không nha? Con nghĩ là nó có. Có lỗ mũi. Nhưng mà bà là không. Bà phải có nói chơi mới đúng bà. Không có lỗ mũi đâu. Có. Mọi người cãi không hà. Đây bà giờ, bây giờ mình hỏi cá sấu có lỗ mũi không nha? Có. Mọi người cha chị Google mới biết, chị Google lúc nào cũng đúng. Mình không biết được, nhiều khi người ta nói sai sao. Mình phải đi tìm hiểu chứ. Google có bị gì á. Bằng nãy bà lập luận là cái lỗ mũi dùng để thở. À. Nhưng mà cái lỗ dùng để ngửi. Ồ, ở đây nó nói nè. Tại sao bây giờ như vậy nếu mà nó có cái lỗ mũi phải không? Vậy thì con cá voi nó có lỗ mũi không? Có. Okay. Cá voi có lỗ mũi, cái lỗ mũi nó nằm ở đâu?
tàu, tàu. À, ok, cái đó là đúng rồi. Như vậy cá voi, cá voi có lỗ mũi trên đầu, đúng không? Bây giờ cái lỗ thông cái này trên lưng. Ờ, ok. Bây giờ con cá sấu. Như con cá mũi mà. Con cá có mũi, cá mập lâu. Ờ, bà nói là không có, tụi con cãi quá chừng quá đổi là tốt lắm rồi. Đúng là nó có cái lỗ mũi nhưng mà nó không nằm ở cái chỗ để mình nghĩ nó là cái lỗ mũi, đúng không? Nó nằm cá voi à. Có cái ngựa sao thở. Có cái lỗ mũi bà cha đi, cá sấu có lỗ mũi. Ngồi học đàng hoàng. Ba cha cá sấu cơ bà. Vậy ha, cá sấu ha, đây nè. Các người ta đang nói cá sấu. À, cá sấu là có lỗ mũi. À, miêu tả chuyện cá sấu để coi nó có cái lỗ mũi không, ta miêu tả nó làm sao. Cá sấu là các loài bò sát lớn ưa thích môi trường nước. Chúng sống trên một diện tích rộng là... khu vực nhiệt đới. Mà nó tâm mô tả nó vậy mà ta không nói nó là như thế nào. Ờ, nói như vậy ai mà hiểu được. Phải nói rằng cá sấu nói bà đọc bà đâu có hiểu gì đâu. Mình đi tìm cái lỗ mũi cá sấu mà nó không nói lỗ mũi nằm đâu, ai biết được nó nằm đâu. Thấy chưa? Bà lấy cái hình ra coi. Bà phải cho bà thấy hình nè. Đây nè, cá sấu to. Đó, bữa nay tụi con nhìn con cá sấu dễ sợ không? Nè, tụi con thấy cá sấu gì rồi tụi con nói cá sấu có lỗ mũi ha, đâu thấy đâu. Đâu. Mình không thấy cái lỗ mũi sao mình biết được nó có lỗ mũi? Cá sấu lỗ mũi nằm ở đỉnh nè. Có lỗ mũi. Dài. Cá sấu mũi rồi. Đỉnh cái lông mũi bà ơi. Có không? Rồi bây giờ bà ra một cái đề tài cho tất cả mọi người đi tìm cho bà nha. Tìm kiếm ha. Tất cả những loài bò sát có lỗ mũi không? Những loài bò sát nha. À, con thằng lằn có lỗ mũi không? Con thằng lằn cũng là bò sát, thấy không? Bây giờ tụi con phải đi tìm nha, tất cả mọi người kể cả Julie nữa, đi tìm cho bà coi mấy cái loài bò sát đó có lỗ mũi không? Con rắn cái lỗ mũi nó nằm ở đâu? Đúng không? Ví dụ con bò mình thấy cái lỗ mũi nó, con heo mình thấy cái lỗ mũi nó, còn mấy cái con này mình đâu có thấy lỗ mũi. Ví dụ giờ bà hỏi nè, con bi là cái con gì đó, con bướm có lỗ mũi không? Đó, mình không biết được. Rồi con ong có lỗ mũi không? Không. Đó, vậy tại sao mấy cái con này lại có lỗ mũi? Thấy không? Đó. Heo có lỗ mũi rồi. Đó, thì bây giờ đó nha, bà ra cái đề tài này để cho tụi con đi tìm nha. Bây giờ những cái loài bò sát có lỗ mũi không? Con chim có lỗ mũi không? Có. À, bà đâu có thấy à, nó có lỗ mũi, có lỗ mũi. Con vịt cũng có lỗ mũi, bà thấy lỗ mũi nó rồi. Thấy không? Rồi từ từ nha, mình sẽ học từng những con vật đó. Mình coi thử coi cấu trúc nó như thế nào. Thấy không? À, rồi bây giờ tụi con biết cái con cá sấu đó tại sao mà da nó sần sùi như vậy, tổ tiên của con cá sấu là ai, đố tụi con biết? Khủng. À, nó là loài khủng long, không? Mà cá sấu là cái loài gọi là nó thuộc cái loài khủng long, đúng không? Đó. Rồi tìm cái đó cho bà nha. Rồi tại sao con cá sấu nó lại cái răng của nó như vậy đó, kinh khủng quá, thấy không? Vậy tại sao ở Việt Nam người ta lại nuôi cá sấu để làm gì? Để cho mọi người xem, rồi lấy da làm cái ngu xì. No, cái đó tại người ta không có nuôi mấy cái con vật đó. Tại sao ở Việt Nam lại đi nuôi mấy con vật đó? Rồi tại sao ở Việt Nam lại đi nuôi mấy con cọp? Con cá nó có để cho ngâm gì mà... để trong nói chung là siêu thì cái đó là để trong sở thú thôi, chứ mà tại sao người ta lại nuôi cái nhà? Rồi Billy tìm cho bà nha. Billy tất cả ra cái đề tài nè, Billy phải đi tìm cho bà những cái con vật bò sát, tại nó có cái lỗ mũi hay không.
ngoài bò sát thì có mũi. À. Được hai bát rồi. Rồi tụi con phải đi tìm cho bà nha. Có thể bà không biết, bà sẽ hỏi tụi con, tụi con sẽ nói cho bà biết, đúng không? Đó là loài bò sát. Bây giờ nó có nhiều loài, loài vật lắm, loài bò sát, rồi loài bay, rồi loài hai chân, rồi loài bốn chân. Bà ơi, con tìm thấy rồi. Con có mũi à? Rồi ai đó, à, con như tên con nói. Rắn lặn xuống nếp da này sẽ đóng lại, không cho nước lọt vào lỗ mũi. Lưỡi của bò sát có vai trò khứu giác quan trọng. Lưỡi kỳ đà và rắn luôn cử động, thấy ra ngoài vào rất linh hoạt. Khi lưỡi thấy ra ngoài để thu nhận các phân tử mùi trong không khí, chất ướt dính ở lưỡi có tác dụng thu hút các phân tử mùi, sau đó lưỡi thụt vào miệng. Đầu lưỡi sẽ đưa thẳng vào lỗ cơ quan trang cốc sơn nằm trần xoang miệng. Cơ quan này giúp phân biệt các mùi vị. Chất có mùi cũng có thể hòa tan vào nước bọt. Nước bọt cũng lọt vào cơ quan tra cốc sơn. Như vậy lưỡi bò sát vừa là cơ quan vị giác, vừa là cơ quan khứu giác. iPad. À, Billy có nghe không? Billy đang nghe gì đó? Nghe Bảo An nói về cái loài bò sát không? Billy có muốn học để biết cái loài bò sát nó như thế nào không? Ok, thì bây giờ Billy phải nghe. Đó là loài bò sát. Thì loài bò sát gồm có những con, con vật có tên gì con có biết không? Con sấu nè, con rắn nè, con cá nè, con cá nè. Bà ơi, tại sao lại gọi là bò sát? Là tại vì nó bò dưới đất, nó trườn nó đi. Con nhện cũng có, con rít cũng có, con tại cái chân, cái chân của nó không có chống lên, thí dụ như con cá sấu đó. Còn có cá sấu nó cũng là bò sát ở dưới đất, nó đâu có, nó đâu có, sao mặc dù nó có cái chân của nó nhưng mà nó dùng để nó bơi. Con cá sấu nó bơi ở dưới nước. Thấy không? Cắn cào lên cái gì gọi là gì bà? Cái gì? Đang nó bò sát mà nó chạy lên cây, nó bò lên cây. Không, giờ con nói, con nói lại cho bà nghe, bà không nghe rõ. Con rắn á hả? À, con hiểu rồi, con hiểu. Khi mà nó bò đó, con rắn nó còn bay nữa đó tụi con, nó phóng từ chỗ này qua chỗ kia đó. Không biết không, con rắn á. Cái đó kêu gì ta? Bắt cua gì đó. Rất là giỏi. Bây giờ tụi con tìm cho bà nha. Có bao nhiêu loài bò sát, gồm có những cái con vật nào để gọi là bò sát, không? Thí dụ đi, tới một cái khu rừng đó, cái nó bị cháy hết rồi, thì mấy cái con đó nó đi đâu? Mấy con đó chết cháy thôi bà. Ừ. Mấy em gắng hiểu đi, sẽ làm nhạc sinh vật học đó. Ừ. Giờ bắt đầu là người đi săn, đi săn con vật không à? Săn gỗ rồi săn nhiều thứ lắm. Đi săn như là săn nai. Rồi là làm cái đầu, lấy cái đầu của nó mang đi trưng. Sau này đó, khi nào mà bà về Việt Nam đó, thì bà sẽ nuôi ong. Bà nuôi ong. Ong nguy hiểm lắm bà. Ừ, bà sẽ nuôi ong. Giờ đi bà kể chuyện ở bên Mỹ này, người ta nuôi ong cho coi ha. Một cái chỗ đó là nhiều hoa lắm. Bà trồng, người ta trồng nhiều hoa lắm. Cái người ta nuôi ong, phải không? Cái người ta có một cái bộ đồ mặc, mà con ong nó không có chích con người mình được. Nó có một cái bộ đồ mặc đẹp lắm. Cái đó là bộ đồ bảo hộ. Cái đó dùng để che hết khuôn mặt, để tránh việc ông chích vô mặt hoặc là chích vô người. À đó, Billy thấy cái đó rồi sao? Đó. Rồi cái người ta mới đi. Ừ. Cũng không giật
bà không chịu nuôi mà bà lại thích nuôi ong. À bà thích nuôi ong để lấy mật. Bà ăn chưa bà? Hả? Ong rất là tốt chưa? Ở bên Mỹ này có một mấy nhiều chỗ người ta nuôi ong đẹp lắm. Ong rất là nhiều, phải không? Kê ong nó vào cái nó làm tổ, nhưng mà chỗ đó là nhiều hoa, cây hoa nhiều lắm để cho ong nó vào. Thay vì mình đi lên rừng mình lấy tổ ong rừng, cái này người ta nuôi như vậy nó giống như một cái rừng vậy đó, thấy không? Nhưng mà bà rất là thích là người ta đi mỗi lần mà khi mà ong nó làm tổ rồi xong hết rồi đó, thấy không? Thế là người ta tới, người ta mà ong nó đông, nó nhiều lắm, kinh khủng lắm. Cái người ta mặc cái bộ đồ đó màu trắng đẹp lắm. Cái người ta tới, cái người ta đem một cái giỏ, cái người ta tới, cái người ta lấy từng mảng mật ong xuống đó. Mà cái này là cái rừng người ta nuôi chứ không phải là gì hết. Mà nó nhiều thì là nhiều, bà thích cái đó lắm, cái đó vui lắm. Mật ong á, thật kỳ luôn, có ăn mật ong rồi. Ừ. Mẹ con chuyên gia mua nhiều mật ong lắm nè. Ong chuyên gia đỡ về đây. Rồi bây giờ bà hỏi tụi con nè, tụi con thích làm cái gì nhất? Nếu mà tụi con lớn lên tụi con thích làm gì đâu? Con thích là người kỹ sư, mà con tính chuyển qua làng gì ta? Billy thích làm kỹ sư, còn David thích làm gì? Nhưng mà con không muốn làm kỹ sư đâu bà, mà con thích vẽ. Ok, thì con làm họa sĩ. Rồi giờ David, con thích làm gì David? Con sẽ làm công an. À, con làm công an hả? Ô, David thích làm công an hả? Ok. Con là bà, con làm police. À rồi, Alexandria thích làm cảnh sát ha. Ok. Còn David, David thích làm công an hả? Đây David. Thì mình được làm. Rồi, ok. Alexandria thì làm cảnh sát. Rồi Hannah, con thích làm gì? Thì mình được làm. Chứ thật ra mình đam mê là bắn súng. Ok, Tony, con thích làm gì? Julie, con thích làm gì? Làm camera bắn súng. Hả? Không, bây giờ bà đang hỏi Julie mà Billy xong rồi. Bây giờ tới Julie, con thích làm gì? Chứ thật ra không muốn làm cái hạ sĩ. Julie đâu rồi? Julie thích làm gì? Ai thích làm bác sĩ không? Không, đối với con là không thích làm bác sĩ. Rồi, bây giờ nhà Hannah, con thích làm gì? Con thích làm cô giáo. À, con thích làm cô giáo ha. Ok, đây có một cô giáo rồi. Anna, con thích làm gì? Dìu cháu. Con thích đăng. Con thích làm gì, dìu cháu? Con thích làm nghề may. Làm nghề may hả? Ok. Diệu Châu thích làm thợ may. Rồi thợ may. Hannah thì thích làm cô giáo. Rồi Julie thích làm gì? Apple, con thích làm gì? Apple lớn, con thích làm gì? Bác sĩ. À, con là bác sĩ hả? Ok, bác sĩ. Rồi Julie thích làm gì? Julie đâu rồi? Hannah thì thích làm cô giáo. Apple thì thích làm bác sĩ. Gia Bảo thì thích làm họa sĩ. Còn Anna thì thích làm thợ may. Rồi giờ Julie con làm gì? Alexandria thì làm cảnh sát. David thì làm công an. Hả? David con làm gì? Công an bà. Là bà đấy. Công an. À, làm công an hả? Ok, David làm công an. Tony làm gì? 9:32 rồi. Okay. Giờ không sao. Tom, con thích làm gì? Mình sẽ con thích bác sĩ. Hả, con làm gì? Tom, con làm gì? Nữa. Hả? Thích nghiên cứu về cây.
Ồ, thích nghiên cứu à? Ồ, thành khoa học gia rồi. Ok. Tom là thích nghiên cứu. Hả con làm gì? Không ai, không ai thích đi lính hả? Không ai thích làm quân đội hả? Không thích. Ok. Mindy con thích làm gì? Rose con thích làm gì? Không biết đâu mà nó nghe. Hả? Rose? Con cũng chưa định hướng được nữa, nhưng mà lúc nhỏ con cũng có những mơ ước giống như là mấy em vậy đó. Ờ, thì giờ và con cũng có mơ ước vậy. Hồi nhỏ thì mơ ước về số. Bây giờ mình lớn mình mơ ước gì, con cũng có mới có 15 tuổi chứ mấy, đúng không? Dạ. Mơ ước của con làm gì? Làm. Em của cô đó lúc nó 7 tuổi, em của bà lúc nó 7 tuổi, nó mơ ước làm gì biết không? Nó làm mà lính cứu hỏa. Bây giờ nó là luật sư. Đó, giờ bà muốn cho tụi con như vậy. Tụi con nghĩ tụi con thích cái gì là tụi con làm đó, nhưng mà sau tụi con lớn tụi con đâu có, không có làm giống như vậy nữa đâu. Thấy không? Dạ. Nó thay đổi suy nghĩ thôi. Nhưng mà giờ, con nghĩ là con sẽ làm gì? Con sẽ làm cái khác. Hồi nhỏ bà thích lấy máy bay, mà lấy máy bay lắm. Cái tới chuyện bà lớn. Con đi học lái máy bay nè tụi con. Bà là học lái máy bay nhưng mà tại mắc tiền quá bà không học nữa, tại vì trong mấy triệu đô la một giờ nên bà không thêm học nữa. Bà học tới 25 giờ rồi, đúng lý học 100 giờ là mình ra mình lái máy bay đi vòng vòng chơi được rồi. Cái gì? Sao? Dạy như em bà có cảnh sát không? Không ai thích đi lính ha, không ai thích đi quân đội ha. Dạ không. Ôi. Là có khi dai á bà. Đâu bà. Quá. Mà không phải là đôi dao quân địch đâu bà. Thì bây giờ mình thích vậy thôi, mai mốt mình sẽ thích cái khác. Bây giờ Harry thích làm gì đâu? Bà có thích con làm cảnh sát, được bắn súng, được cầm lên cây súng thôi, rất là vui rồi. Con thích con làm truyền thông bà. Là học cảnh sát khó lắm tụi con. Cảnh sát đó hả, phải leo từ một cái bức tường mà 7 feet là coi như 10 mét. Tụi con phải làm sao? Tụi con phải nhảy qua con biết bức bên, tiền đó. Con biết bên nước bà có FBI. Cởi con đúng nói rồi. Bà ơi, bức tường đó là mình có cái gì để bật lên hay là sao à? Không, mình phải nhảy qua được cái bức tường đó. Đầu tiên nhất á, là tụi con phải leo, không? Tại vì cảnh sát đi rượt tội phạm là phải leo, phải trèo, phải chạy. Ở Mỹ đó, không? Mà thể lực đó là tụi con phải thật là mạnh thì mới được. Ở bên Mỹ lái xe, cái mô tô của Mỹ nó bự lắm, mà lái ngoài đường cao tốc đó là chạy là kinh khủng lắm. Con nhận thấy mấy xe sờ quát rồi, khỏi con ơi. Trời. Ngày xưa bố con là lớn. Ta nghe Tôm nói là ngày xưa bố con là làm gì? Con 10 phút nữa là nghỉ hả? Dạ, một chút nữa. Giờ con muốn nghỉ thì con nghỉ đi. Khi nào nó tắt, nó running out of time thì mình sẽ nghỉ. Tom nè, Tom nói là hồi xưa bố con làm gì? Goodbye teacher. Okay. If you want to go, you can go. Bye, teacher. Bây giờ bà hỏi Tom coi hồi nãy Tom muốn nói gì đó. Bye, con. Giờ tôi nói cho bà nghe coi, hồi xưa bố con làm gì? Hả? Go. Billy, để cho nghe bạn, để bạn nghe. Rồi, Tom nói đi. Hồi xưa bố con lái xe hồi lớn. Ồ, vậy đó hả? Xe đấy nặng. Ồ.
Rồi bây giờ bố con còn lái không? Ờ, không ạ. Không hả? Ừ. Mà lướng con lướng em. Con thích nghiên cứu. Con yếu rồi à. Nghiên cứu về cái gì? Ồ, vậy đó hả? Ok, vậy là tốt lắm. Ừ. Rồi bây giờ nhà mình nhà chia tay nhau ha. Bây giờ 9 giờ 37 phút rồi. Rồi bà xá hẹn gặp lại. Tụi con nhớ nha, tìm cho bà những cái loài bò sát như thế nào và cho bà biết mỗi người bà, tìm. Đó tìm. Con Phượng Lâm có mũi xong. Rồi. Julie cũng vậy nha, Julie tìm cho bà một cái loài bò sát, một con vật nào đó nha, rồi rồi tụi con vẽ cái con vật đó cho bà. Rồi tụi con nói cho bà biết, rồi con kể cho bà biết con vật đó nó làm cái gì, nó ăn cái gì, nó có cái lỗ mũi không. Bà muốn biết con vật nó có cái lỗ mũi không đó. Nha, nha. Mỗi người là một con vật bà. À, mỗi người một con vật mà thuộc cái loài bò sát đó, mà cho tụi con đề tài bài của tụi con để tụi con làm bài đó ha. Rồi tụi con vẽ cái con vật đó, tụi con tô lên cho đẹp. Ừ. Sao ơi bà gì đây? Dạ vô bên nước bà có nuôi cũ không? Có chứ. Nhớ nha, người nào cũng phải tìm cho bà một con vật nha, mà là thuộc loài bò sát. Bò sát đó bà. Ừ, phải bò sát. À, bò sát. Thì con thằng lằn cũng là bò sát, phải không? Đó. Ừ. Rồi, Julie về nha, tìm cho bà một cái con gì cũng được. Con trâu nó có mũi bà. Ừ. Mà phải coi nó có cái lỗ mũi không nha. Con trâu nó có loại mũi cực kỳ to cho nên con trâu là bà thấy cái lỗ mũi, còn mấy cái con bò sát đó bà không thấy cái lỗ mũi, không biết con bướm nó có lỗ mũi không bà cũng không biết nữa, thấy không? Bò sát có lỗ mũi, mũi rồi nha. À. Ok rồi thôi bây giờ bà rồi mình... là ai có lỗ mũi là con rắn là bò sát rồi rồi. Rồi cái đặc điểm của cái con vật đó nha. Con tìm. Rồi. Rồi thôi bây giờ bà chào tạm biệt tụi con ha. Bye bye. Bye bye bà. Bye bye. See you again. Bà chưa gửi. Rồi bà sẽ gửi bài cho Hana với là Anna nha. Ok. Rồi thank you. Rồi bye bye May. Bye bye Apple. Bye bye Julie. Bye Mandy, bữa nay không thấy Mandy đâu. Nào. Rồi, bà cảm ơn. Rồi, bà cảm ơn tụi con. Bye. Ôi, bà nhớ gửi sách cho con nha bà. Dạ, bà sẽ gửi. Ok.